Vào đấy thoải mái thật. Lại một tên làm việc vất vả. Tao sức đẹp quá đi mất. Mà cùng tài lao trong phòng bên tao khó tính ngợ. Ta thì còn 2 tuần mới phải nộp báo cáo rồi. Không biết có kịp không nữa. Thôi, bỏ qua mặt bên đi. Ok. Đã tới vi phạm thì xóa thôi. Yo.